Going to women doubles semifinal, and this will be the last match for today. Hinata Suzuki and Anne Rizuki from Japan versus Lee Yu Lim and Sin Sung Chan, Korea. The umpire, Kung Kui Lan, so the judge, Bo Min Kwon. Trận đấu số 2, bán kết đấu nữa và đây sẽ là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Hinata Suzuki và Anne Rizuki, Nhật Bản. Đấu với Lê Yu Lim và Shin Song Chan, Hàn Quốc. Trọng tài chính Cung Thúy Lan, trọng tài giao cầu Võ Minh Quân.
Oh!
Thank you.
Thank you.
Okay.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Alright. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Okay.
Thank you.
cứ ghét cách một sân thôi. Thank you.